Một lần nữa, đấu trường âm nhạc lại mở cửa chào mừng quý vị khán giả, ban giám khảo và tất cả các thủ lĩnh cũng như đấu sĩ. Những thủ lĩnh của đấu trường âm nhạc ngày hôm nay chính là những bông hoa hương sắc trong làng giải trí. Họ sẽ cùng đấu sĩ của mình tạo nên một đấu trường đầy hấp dẫn và màu sắc. Thủ lĩnh nào sẽ cùng đội của mình đạt được chiến thắng sau cùng? Cái gì vậy Will? Hả? Trời ơi, em biết anh hay rồi mà sao anh muốn hoài vậy? Trời ơi, làm MC chương trình đấu trường âm nhạc đâu phải dễ đâu em. Mình phải biết nhiều kỹ năng, em hiểu không? Em coi nè, lúc mới vô là anh biết boxing nè, đánh đấm không? Chèo thuyền nè, đó, chèo ghe, rồi lắc vòng, bán xe đạp bong bóng. Hôm nay tới là gì? Múa lụa. Trời anh Will, anh hay quá. Anh Will ơi, anh múa đẹp quá. Em thấy anh lăng quăng như con cá bảy màu vậy đó. Ủa, cái này là chửi hay là khen vậy? Dạ khen đó, em thấy anh múa như là vũ công chuyên nghiệp vậy đó. Anh là một ca sĩ chứ phải vũ công đâu em. Nhưng mà anh thấy đẹp nay, mà hôm nay đến đây là người ta thi hát, thi thố với nhau. Là phải có là đấu sĩ, em hiểu không? À. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang ở một chương trình được mang tên Đấu trường âm nhạc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp ba vị thủ lĩnh là ba cô gái rất tài năng và rất xinh đẹp. Đầu tiên sẽ là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, ngay cả cái thời mà ngày xưa lúc mà Will còn bé cũng đã từng xem phim của chị đóng rồi. Và tới bây giờ là chị cũng đóng rất là nhiều phim rất là hay. Còn được mệnh danh là một kiều nữ nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp với vị thủ lĩnh đầu tiên, đó chính là nữ diễn viên Ngọc Lê. Ngọc Lan tham gia đóng phim từ năm 2004 với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Công ty Thời Trang. Sau đó lần lượt chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng khác. Tuy nổi tiếng với vai trò diễn viên, nhưng Ngọc Lan lại khởi nghiệp bằng nghề người mẫu. Ngoài ra, cô còn là một diễn viên quen thuộc trên sân khấu kịch. Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, hy vọng Ngọc Lan có thể đưa ra thật nhiều chiến lược chính xác, giúp đội mình bước chân đến chiến thắng sau cùng trong đấu trường âm nhạc. Trời ơi, chị Lan ơi, chị sinh con xong mà sao chị ốm lẹ quá, bụng nhỏ xíu luôn á. Không có đâu em, tại vì cái nào mà cần che thì chị đã che lại hết rồi em. Mà chị sinh con xong em thấy chị đẹp hơn, đúng là gái một con trong mòn con mắt. Chúng là uống gì? Dạ. Cà phê nha. Dạ. Ok. Dạ, sữa chị. Ok luôn. Dạ, cảm ơn chị. Ok luôn. Tiếp theo đó là một cô ca sĩ có giọng hát tuyệt vời, kèm theo đó nữa là một nhan sắc trời ban. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Ái Phương. Ái Phương là một nữ ca sĩ xuất thân từ vai trò người mẫu với thành tích giải đồng siêu mẫu Việt Nam năm 2011. Năm 2015, Ái Phương nhận được giải ca sĩ triển vọng tại giải thưởng âm nhạc Làng Sóng Xanh. Có chất giọng truyền cảm cùng với lợi thế ngoại hình, Ái Phương để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Không những thế, cô còn có khả năng hát tiếng Anh và chơi được đàn piano thuần thục. Với hàng loạt ưu thế và tài năng khó phủ nhận, liệu Ái Phương có thể đưa đội của mình giành chiến thắng trong đấu trường âm nhạc chăng? Và cuối cùng, chúng ta sẽ gặp một nữ diễn viên đang được khán giả yêu thích. Xin mời thủ lĩnh cuối cùng chúng ta trong ngày hôm nay, nữ diễn viên Thùy Ngân. Thúy Ngân, một cô gái xinh đẹp của miền Tây sông nước. Thúy Ngân đạt được thành công đầu tiên trong sự nghiệp năm 2009 với giải Á hậu của cuộc thi Nữ hoàng trang sức và bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình, lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Tuy nhiên, Thúy Ngân lại bén duyên với nhiều vai diễn ấn tượng, cá tính, đặc biệt, ngọt ngào và điềm đạm ngoài đời nhưng cũng rất sắc bén thông minh. Thúy Ngân là một thủ lĩnh đáng đề phòng đấy chứ. Hôm nay thì đặc biệt là có Ái Phương, bởi vì Ái Phương đã tham gia vào những tập trước của đấu trường âm nhạc với vai trò là một ác chủ bài rồi. Nhưng mà may mắn là như mấy tập trước là Ái Phương có rớt xuống hố đen vũ trụ bây giờ chưa? May mắn đâu có rớt. Có rớt luôn hả? Trước khi rớt còn vô thế nữ hoàng Ai Cập nữa cơ. Nhưng mà hôm nay đến ở vai trò thủ lĩnh thì có rút kinh nghiệm được gì chưa? Phương đã rút kinh nghiệm được so với hai người hai bên là Phương mặc đồ gọn gọn để có gì chạy cho lẹ, mà lỡ mà xui xui mà có rớt cũng không sao, nhưng mà đã được biết là không có rớt, nên chỉ có suối người ta thôi, yên tâm. Cho nên là cũng đỡ. Không biết là chị Ngọc Lan đã từng vào vai trò là một thủ lĩnh của một đội nhóm nào chưa? Có em. Có rồi hả? Hồi nhỏ là
thủ lĩnh của cái xóm, còn là mấy đứa con nít không. Cho nên là rất có kinh nghiệm về vấn đề thủ lĩnh nha. Vậy là áp dụng được vô đây luôn. Được luôn. Còn Thúy Ngân nè, hôm nay đến đây thấy là bạn có vẻ là hiền, nhìn nó rất là hiền đúng không ạ? Dạ, em giả bộ thôi. Em giả bộ thôi hả? Thật ra thì hôm nay là mới đầu nghe nói là đấu trường âm nhạc thì em hơi lo lắng. Là vì em biết chất giọng của em nó cũng khá ổn đó. Nên... ổn lắm, ổn lắm. Ngân hát rất ổn nha các bạn. Thường thường thì mình đây là tập phát sóng cũng khoảng 6-7 gì rồi. Thì tất cả những khách mời trước, những người nào mà có chất giọng ổn á, đa số đều nói là có âm nhạc gắn liền trong tim hay là mình có khả năng cao, đa số là như vậy, ai cũng có chất giọng ổn hết. Dạ, trong đây em nghĩ em với chị Ngọc Lan là hát ổn nhất. Dạ, em nghĩ vậy. Khả năng cảm thụ âm nhạc chị là tuyệt vời okay, rồi. Dạ. Là thường thường, là thường thường là ví dụ như chị Phương thì chị Phương là hát được nhiều thể loại âm nhạc, còn em với chị Lan là cảm nhận được tất cả các thể loại âm nhạc. À, cảm nhận và thôi đúng không? Cảm nhận thôi. Hát được luôn anh, nhưng mà có điều là tông thì một tông duy nhất. Một chút nữa đây chúng ta sẽ được lắng nghe một ca khúc mà cả ba phòng đều hát chung với nhau. Thì trong ca khúc đó các bạn phải lần lượt nghe các đấu sĩ bên trong từng phòng hát. Nếu mà cảm thấy là giọng các đấu sĩ mình thấy là bạn nào hát khỏe, hát hay, có chất giọng á, thì nhanh chân chạy đến lên phía trên bục trên để giành ngay quyền ưu tiên của đội đó, được không ạ? Và sau khi chọn xong mình sẽ vào trong đó mình làm quen với các đấu sĩ của mình, mình lên chiến lược làm sao mình giành chiến thắng. Và các đấu sĩ của chúng ta sẽ thi đấu một một lại trực tiếp. Nếu như đấu sĩ nào thua là sẽ bị rơi vào hố đen vũ trụ, Ái Phương nó rành nhất. Dạ. Đúng không Ái Phương? Và đội chiến thắng sẽ được quyền lựa chọn đối thủ từ hai đội còn lại bất kỳ, nhưng bài hát chỉ định phải do đối thủ đưa ra. Ví dụ như mà chọn cái ô này rồi nhưng mà lại muốn chọn cái ô khác thì có thể chạy qua được đúng không? À, thật ra là mình chạy lên trên đó trước á, thì là quyền ưu tiên của mình, không ai được giành hết. Nhưng sau khi kết thúc bài hát, nếu như chưa có nhìn thấy mặt đấu sĩ, có quyền đi năn nỉ van xin để đổi. À, em sẽ không năn nỉ và van xin đâu anh Will nhé. Và vì em nghĩ là em nghĩ chị Ngọc Lan sẽ không bao giờ giành với em, tại vì có giành thì cũng giành không được. Thấy cái tướng là thấy giành không lại rồi đó. Rồi để coi, lát nữa coi là đội nào còn lại đấu sĩ cuối cùng sẽ là đội giành chiến thắng với giải thưởng là 20 triệu đồng và ngôi vị cao nhất của đấu trường âm nhạc. Xin nhắc với các vị thủ lĩnh là chúng ta sẽ có quyền trợ giúp, đó là nếu mà cảm thấy là cái bài hát đó không đúng sở trường của đấu sĩ mình thì có thể bấm chuông để nhờ quyền trợ giúp của ác chủ bài. Ác chủ bài là những giọng ca thực lực, tuy nhiên cũng có khi họ cũng bóc trúng cái bài mà không có đúng cái sở trường âm nhạc của họ thì họ cũng lọt hố như thường. Chị, như là cái là cái trường hợp lần trước của em á, ví dụ Ái Phương nghe ta. Bé tội nghiệp. Tôi chỉ rớt có một lần thôi mà người ta nhớ mãi luôn đó. Kính thưa quý vị, sau đây là ca khúc mở màn để giành quyền lựa chọn các đấu sĩ của các thủ lĩnh. Ca khúc đầu tiên xin được phép bắt đầu. Đầu tiên sẽ là phòng số 1 hát trước. Sau khi cất giọng lên là được quyền chạy chọn luôn á, muốn chọn ai chọn. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Cười cười nữa. Ôi cười dễ thương quá. Trên ngoài đời xóa gương, lên được chưa? Vẫn lên lên lên. Cũng có giọng cười. Đời vẫn rơi vô sự thân bé. Cho phép và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lỡ ai, ai hờ ai, giận ai, thua ai, cho qua đi. Cứ vui lên, dừng lên cười chế. Cứ vui lên, cố lên. Vì tôi còn sống. Bọn trên ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đâu vẫn dối bù xù thân béo u nu u nu u a a a a a. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ vui đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Và cứ vui lên vì
đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai. Như ai đó cầm đèn, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Còn em cứ không? Yêu đi. Ai lừa ai, ai hơn ai, ai giận ai, ai thù ai cho qua đi. Chị Ngọc Lan nãy thấy bên kia hát, ồ chết rồi, hay quá hay quá hay quá, lấn cấn lấn cấn. Nhưng mà vẫn không thể nào mà qua được cái giọng cười bên này nữa. Tôi kết giọng cười đầu tiên bên này nè. Ai Phương? Phương cảm thấy cái giọng hát của bên này nghe rất là quen thuộc cho nên nhào lên thôi. Trong khoảnh khắc định nhào lên có người ghì lại, lại là phải càng nhào lên nữa. Không, em chỉ giả bộ thôi. Em thích kích chị lên phải không? Dạ. Đâu, nãy Thúy Ngân nói là có cái sự cảm thụ âm nhạc rất là cao thâm mà, nên là chắc là cao thâm lắm mới chọn cái phòng cuối đúng không? Dạ, thật ra là em nghĩ là trời sinh một cặp, là sinh ra đã định em với phòng cuối rồi. Nên thôi hai phòng trước thì cứ nhường cho hai chị, và em nghĩ là phòng em sẽ giành chiến thắng đó mà. Cái gì bà cũng nói được hết á. Thật ra là không có nghe được cho nên là còn gì thì lấy cái đó. Đó, dạ. Ngân là vậy. Ban đầu Thúy Ngân bước lên, Thúy Ngân còn hoang mang mà chị. Tới khi mà phòng của bạn đó cất lên giọng hát thì bạn đó mới cảm thấy là hài lòng với cái quyết định của mình. Đúng, nhưng mà rõ ràng phòng em là màu sắc đa dạng nhất. Em vừa ơi, hát. Dạ. Em, cái tường đen thui à, màu đâu màu. Dạ không, là nghe cái âm lượng á chị. À, nghe ra màu sắc luôn hả? Cái này là cảm dạ. nhận hơn tôi rồi. Đúng rồi. Bây giờ nghe ra màu. Cái loa nằm bên đây mà nghe được dạ. hết luôn. Cái loa bên đó dễ đó. Dễ sợ em. Chưa, dễ sợ chưa. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ các đấu sĩ của mình. Đầu tiên, xin mời các đấu sĩ ở phòng số 1 của chị Ngọc Lan bước ra sân khấu. Hai em mình ôm nhau một cái nha. Đó, tình thương mến thương dễ sợ không? Dễ thương á. Và bây giờ xin mời các bạn hãy tự giới thiệu tên của từng thành viên và tên nhóm đi ạ. Tôi là Ngọc Sơn, hôm nay tôi đến đây để lố với đấu trường âm nhạc. Và đây là thành viên xinh đẹp thứ hai của đội tôi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyết Mai. Mình đến đây chỉ với một mục đích duy nhất thôi, đó là được hát với tất cả mọi người. Còn phần chiến thắng thì đã có team mình lo rồi nên mình không phải lo nữa. Và đây là thành viên thứ ba. À, mình là Ngọc Khánh. Mặc dù ba chúng mình không cùng đến từ một nơi, không cùng đẻ cùng một lúc, nhưng mà có một cái sở thích rất là lúa. Và tên đội của chúng tôi là Thích làm lúa. Cái bạn áo đen nhỏ nhỏ con á, em cười thử bạn coi, em căng quá. Em đâu căng lắm đâu anh, hồi nãy diễn anh cái dắt con vậy nên em phải diễn. Dạ, diễn bé nó diễn nó dễ thương. Em nghĩ là chị Ngọc Lan chọn sai đội rồi, vì mọi người ơi, chị Lan chỉ thích lầy chứ chị không có thích lố. Thật sự giờ lầy mà nó lắm. Nó qua lố á là nó cũng gần lắm em. Chị làm được hết em, đúng không? Đúng không? Chị làm được đúng không? Và bây giờ đến phòng thứ hai, xin mời các đấu sĩ của đội thủ lĩnh Ái Phương lên sân khấu ạ. Người quen. Ủa sao nhận ra được hay vậy? Ủa sao lúc em gặp chị cũng người quen mà sao em không làm như vậy? Dạ, em nghe giọng là em biết rồi. Đây là người tình sân khấu của em trong suốt 4 năm đại học. Wow. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Huỳnh Hồng Phú. Em là sinh viên năm 3 của Đại học Nguyễn Tất Thành. Em là một con người yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Tới đây với mục đích là vui là chính, nhưng mà chiến thắng là 10. Wow. Đây là thành viên thứ hai của đội em.
Em xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Thái Ngân. Hôm nay em đến đây với tiêu chí là dù lọt hố nhưng em vẫn sẽ cố để thật lố và không bao giờ lọt hố. Mình là Phan Ngọc Lương và mình là một người mạnh mẽ, cá tính nhưng mà không có biết thả thính. Dạ, vâng, và mong cho tất cả quý vị ở đây sẽ ủng hộ thật nhiều cho đội hầm hố. Xin được mời đội của thủ lĩnh Thúy Ngân lộ diện. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đoàn Tuấn. Tuấn có một sở thích là chơi, cho nên người ta gọi Tuấn là Tuấn chơi. Đến với thành viên thứ hai của Tuấn nha. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Tâm và mình có một cái nickname đó là Tới, và mọi người thường hay gọi mình là Tâm Tới. Tới tới lắm rồi đó. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lệ Ngọc và ở nhà mình tên hay thường gọi là Bến. Vì vậy cho nên đội của mình tên gọi là Chơi Tới Bến. Em có chơi tới bến không Thúy Ngân? Dạ có em, tới bến, tới nóc luôn. Nên mọi người nghe đội của em mọi người cũng hơi sợ đúng không? Cái cách em nói không hề sợ luôn á. Và bây giờ chúng ta một lần nữa dành một tràng pháo tay cho cả ba đội đi ạ. Bây giờ xin mời tất cả các bạn bước vào trong ạ. Và bây giờ Will và Diễm My sẽ là những người đại diện cho chương trình lựa chọn ca khúc ngẫu nhiên đầu tiên. Và khi tựa đề của ca khúc đó hiện trên màn hình, các bạn phải nhanh tay ấn chuông giành quyền ưu tiên thi trước, được không ạ? Và bây giờ, ca khúc đầu tiên xin được phép công bố. Đêm trăng tình yêu. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng. Thấp thoáng bao đôi nhật tình đang đủ vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thêm mãi không bao giờ phai. Phòng của Ái Phương đã ấn chuông ạ. Và phòng của chị Ngọc Lan đã ấn chuông. Yeah. Yeah. Ấy dô, Ái Phương đã bấm đầu tiên. Chị Ngọc Lan là bấm thứ hai. Đội của chị Ngọc Lan, em xin phép được hỏi là bây giờ đấu sĩ nào chị sẽ chọn thi đầu tiên ạ? Đầu tiên là sẽ chọn bài Ngọc Sơn. Với cái bài này em phải để xoái cao trắng ra. Rồi, một người biết cười, một người yêu hòa bình ghét chiến tranh. Được ghê luôn. Nói là nói như vậy thôi chứ thật sự ra là một cái đối thủ rất là đáng gờm đó nha đội bên kia. Đây, chúc mừng Ngọc Sơn. Đây là người có cái giọng cười hồi nãy mà tôi chọn đó. À là người này đó hả chị? Ừ, lên hát cái cười không khỏi hát luôn. Rồi bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sân khấu ạ. À. Xin mời. Cố lên. Cố lên. Và ngay bây giờ, phần thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Giống đen trường dễ sợ. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười hoa, ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nỗi tình yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ám ánh sao và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào anh đã trao em, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đã có em,
già nghe tim ngất ngây. Tình này cho em lệ mãi không bao giờ phai. Bước đi chặng đường tặng soi tình yêu chúng ta. Những cánh sao băng qua trời xinh lặng lung linh. Thì thầm này nói với em một lời, em có biết được. Tình yêu dưới trăng, những cánh sao bay qua trời đang đủ vui đắm say. Nhìn hoàng cho bay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này cho em kề mãi không bao giờ phai. Bóng chia chắc đường tàn soi tình yêu chúng ta. Những cánh sao bay qua trời xin là những lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh. Đang đùa vừa đắm say, nụ hôn trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Bất chi chẳng đường tàn soi tình yêu chúng ta. Những cánh xa băng qua trời xin lặng yên lung linh. Khi thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim mày. Kêu hai ông diễn mà hai ông đứng một chỗ, hai ông không diễn gì hết. Trời em có diễn quá trời luôn anh, sao vậy anh? Có nhảy luôn đó. Thì diễn với nhau, mình tương tác, mình đối kháng với nhau, hiểu không? Có lượng sống tá lả luôn nữa. Có lượng sống. Bình thường là sẽ có 13 điểm nhưng sẽ có 7 điểm hiển thị trước. Hiện tại trong 7 điểm này thì đội của chị Ngọc Lan đang chiếm ưu thế là 4 điểm và đội của Ái Phương là 3 điểm ạ. Cười nhẹ một cái đi em. Còn 6 điểm đó thì 7. Cười nhẹ anh nè. Tự nhiên em cảm thấy sợ hơn rồi anh ơi. À, cái đầu sợ cưng không có gì phải sợ. Mình có nhan sắc mà đâu có gì phải sợ em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của trận thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Bất chi chẳng đường tàn soi tình yêu chúng ta. Những cánh sao băng qua trời xin lặng lung linh. Cái cảm giác nó cũng rất là đáng sợ. Tại vì nếu mà mình lọt khó đầu tiên sẽ cho chị Ái Phương rất là thất vọng. Quát xa đêm đông người đem tình yêu dưới trang. Thu xếp ra vào nhân tình đang đủ vui đắm say. Mà sao kỳ vậy trời. Đôi khi thế giới không công bằng anh. Ờ thôi kệ đi em. Và xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay thuộc về đội của thủ lĩnh Ngọc Lan. Ái Phương ơi, mới vô đã rớt đài rồi, Ái Phương có cảm thấy buồn không? Không sao đâu, Phương quen thuộc với cảm giác đó mà. Bây giờ mình phải hỏi giám khảo đi mà, phải không? Mình có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà đừng có để bị đánh lừa bởi những cái sự khởi đầu như vậy. Tại vì đường dài đâu có biết chuyện gì xảy ra. Mình đâu có biết được. 30 chưa phải là Tết em ha. Đúng vậy, thấy chưa, đó. À, cho Jimmy hỏi ban giám khảo, tại sao lại có cái quyết định vừa rồi là chọn cho đội của thủ lĩnh Ngọc Lan mà không phải là của thủ lĩnh Ái Phương ạ? Thì tiết mục đầu tiên thì chắc chắn là tất cả các bạn đều sẽ bị cái tâm lý để làm cho cái ca khúc không có được thể hiện tốt. Thật ra là cả hai bạn đều không thể hiện tốt. Bên này của đội Ái Phương, đội cái biểu diễn, cái nhảy của bạn đã không ăn nhập với nhịp rồi. Nên là cái phần hát của bạn cũng bị ảnh hưởng theo. Các bạn cảm thấy là mình không có
tự tin với lại cái bài đó và không có tự tin với lại những cái nốt của mình khi mà feel, thì tốt nhất là nên hát theo cái cách an toàn như các bạn phía bên màu xanh này. Nên là mình đã chọn bạn của đội của chị Ngọc Lan. Và bây giờ xin mời quyền lựa chọn đối thủ của chị Ngọc Lan. Xin mời. Sau 2 tiếng 15 phút hội ý thì đội của Ngọc Lan đã quyết định là chọn đội của Thúy Ngân để mà thách đấu. Sao xỉn niễn vậy? Chọn người ta mà xỉn niễn vậy? Mang giày cao không có quen đó em. Rồi. Và quyết định là sẽ chọn bạn Nam. Bạn Nam bên đó với lại bạn Nam bên này hát cho nó cùng một cái tông. Vậy thì bên đội của Thúy Ngân sẽ chọn bài hát gì? Bài hát của đội Thúy Ngân là bài Buồn ơi chào mi. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Ủa buồn ơi xin chào mi. Bên đây hồi nãy chọn là bởi vì có cái giọng cười rất là thích, mà bây giờ hát bài buồn ơi xin chào mi là thấy hơi mệt mệt rồi phải không? Rồi. Hết luôn em, chơi luôn em. Rồi luôn. Mình gì cử em. Và bây giờ sẽ là phần song đấu nhạc phẩm Buồn ơi chào mi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, của thủ lĩnh Thúy Ngân và của thủ lĩnh Ngọc Lan. Xin được phép bắt đầu. Wow. Anh có thấy nãy giờ giám khảo nhận xét anh là đứng yên chỗ không? Giờ anh em mình ngồi hát nè. Ngồi gần nhau tới nữa đi anh. Ngồi đây nè. Buồn ơi, ta xin chào đi. Khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi. Đang đơn côi buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời buồn chưa anh? Em còn buồn luôn đó. Bây giờ mình nằm hát nè. Buồn thiên thu em à. Em thách anh nằm hát với em nè. Em sợ nằm em không chơi. Em nằm á. Ờ nằm hát nè. Ai hát trước nè? Nếu trên đường tình cho ta quên mong. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Yeah. Khúc này kia diễn sau nha, khúc này diễn sau nha. Cái bài này á phải gọi là bài kiểu như tâm sự hai người đàn ông á.
Thật sự hai người mà sáp vô giống y chang luôn. Không, em biết câu chuyện như thế nào rồi anh. Có nghĩa là hai bạn này đang tâm sự về cái chuyện thất tình á, mà cái người yêu của hai người yêu cùng á đó là em. Ủa vậy luôn hả? Đó, buồn ơi, tao xin chào My mà, chào em mà. Có gì đó sai sai. Trời ơi trời. Điểm số của chúng ta đang vẫn là 4-3 nghiêng về đội chị Ngọc Lan. Không biết liệu cái ông này là ổng có thắng hai ván liên tiếp không ha. Và bây giờ xin được phép công bố kết quả của trận thi đấu thứ hai. Xin mời. Nhìn hai bạn đấu đầu tiên á, là Tuấn đã ngay lập tức quay qua với team mình mà nói là hai bạn này dù ai có thắng, có chọn Tuấn thì tôi cũng diệt được hết. Và hứa luôn với anh quay phim bên ngoài là em hứa với anh chút xíu em lên sân khấu em sẽ nằm hát. Và tôi thực hiện lời hứa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi chi thắng của đội Thúy Ngân ạ. Rồi, đại bày chỗ ạ. Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên tôi xin thay mặt ban giám khảo để nhận xét về phần thi vừa rồi. Thì đấu sĩ của đội Thúy Ngân thì theo tôi đánh giá thì là bạn có chất giọng trầm ấm, rất là tình cảm. Còn đấu sĩ của đội Ngọc Lan thì là một chất giọng nam tính, rất là sáng. Nhưng mà với một bài Boston như vậy thì tôi nghĩ theo cái kiểu trầm ấm, tình cảm thì sẽ phù hợp hơn. Nên là chúng tôi chọn đấu sĩ của đội Thúy Ngân. Xin cảm ơn lời xét của ban giám khảo rất nhiều. Thúy Ngân ơi, dạ. Bạn sẽ là người lựa chọn đối thủ tiếp theo. Xin mời bạn. Em xin chọn đội của chị Ngọc Lan. Ngọc, chị... Oh, wow, triệt tận gốc. Triệt luôn hả? Triệt tận gốc luôn. Chơi luôn em. Và em sẽ chọn bạn nam của đội chị Ngọc Lan. Ồ, nó hay lắm đó. Đó hát hay lắm đó. Xin cảnh báo nha, vì sao mà hồi nãy tôi không chọn bạn này ra trước là bởi vì bạn này rất là nặng ký về nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Cho nên là em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Chơi luôn. Chơi, chơi luôn, mạnh mẽ quá mọi người ơi. Xin mời thủ lĩnh Ngọc Lan hãy nêu tên bài hát chỉ định. Bài hát mà đội của Ngọc Lan sẽ đưa ra thách đấu đó là bài Yêu Xa. Yêu xa. Trời đi em. Tôi hát được mà. Em hát không được, em đọc rap cho chị. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Phần thi đấu giữa hai đấu sĩ của hai đội Thúy Ngân và Ngọc Lan xin được phép bắt đầu. Ta có nhau, hạnh phúc nơi đây còn đang dở dàng. Để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Bài rồi. Đừng diễn nữa. Yeah.
Chúng ta sẽ đến với kết quả ngay bây giờ đây. Hiện tại điểm số vẫn đang có lợi thế một nửa dành cho đội của chị Ngọc Lan. Nhưng không biết là 6 điểm còn lại sẽ như thế nào vậy? Bạn bên đội của Thúy Ngân, mặc dù nói là không biết bài này hát thế nào, cũng không có thuộc, nhưng mà thấy là bạn hát cũng rất là ok mà. Bắt theo được bạn này là nhớ được melody để hát theo này là cũng khá là hay rồi đúng không ạ? Nên là Quyên nghĩ là chúng ta nên dành một tràng pháo tay cho sự cố gắng của bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ được phép công bố kết quả của phần thi vừa rồi ạ. Xin mời. Nhưng thật sự cái ca khúc đó là cái tông của Vũ Cát Tường rất là cao. Thôi lỡ rồi mình chơi với một bạn cũng là một bạn nam, hai đứa đều hát cao, chết hai đứa chết chung. Cái cớ sự của sự việc này là do cái cú té hồi nãy đó, là mà ban giám khảo cộng cái điểm diễn lố đúng không? Đúng em rồi. Thấy anh Tâm ảnh ok kìa, 50% là giọng hát, 50% là mà diễn. Thật sự là hồi nãy á, nó ra một cái phiên bản mới của Yêu Xa lần đầu tiên mới được nghe luôn á. Mới dữ lắm luôn. Sáng tạo tại chỗ. Dạ, rất sáng đó. Tạo. Dạ, em chỉ muốn nói vậy thôi. Đội của chị Ngọc Lan, sáng tại chỗ ạ. Chúng ta lại một lần nữa phải lắng nghe ý kiến của ban giám khảo thần thánh rồi. Đúng như lời Phương nói, thật ra thì mình là người duy nhất ở hàng ban giám khảo thay đổi quyết định ngay phút cuối cùng. Đầu tiên là mình đã chọn bạn Đỗ Mạch Xanh. Tại vì bản thân là một nhạc sĩ, mình không thích cách mà những ca sĩ phá bài hát của mình. Thì vừa rồi có thể mọi người coi đó là một sự sáng tạo, nhưng đối với mình thì hát hẳn một cái melody hoàn toàn khác, đó là sự phá bài. Bài hát Lợi Thế có thể là công cụ để mình chiến thắng, cũng có thể là con dao hai lưỡi. Và chính vì điều đó tôi đã cho bạn đó một điểm trừ. Tuy nhiên thì cái phần cuối bạn đã chết quá đẹp. Đúng như là Phương nói, bạn đã chết quá đẹp. Cho nên là tôi đã thay đổi quyết định rằng thật sự thì trong vòng này bạn ấy đã hát xuất sắc hơn, biểu diễn xuất sắc hơn. Cho nên quyết định cuối cùng là cho bạn ấy chiến thắng. Xin cảm ơn lời các bạn giám khảo rất nhiều. Một lần nữa xin mời chị chọn đối thủ đi ạ. Đưa ra một cái quyết định á, là sẽ thách đấu với lại đội của Ai Phương. Oh my god. Lần này sẽ là một cái sự phối hợp của một cái cặp đôi trai tài gái sắc, là của bạn nam bên này và bạn nữ bên kia. Bạn nữ đó. Nãy giờ là thấy toàn là cặp mà nam. Đúng rồi. Không, mà bây giờ em cũng muốn thấy nam nữ. Đúng rồi. Cho nó bài hát Ai Phương sẽ chọn là bài hát nào? Đội của Ái Phương xin được chọn bài Em Đi Trên Cỏ Non. Sớm khôi sớm chân mây hỏi rằng có phải sương mai, trắng áo trắng ai đi dội vàng bóng dáng thơ ngây. Dễ thương. Trúng tủ đúng không em? Em đi trên cỏ non. Trời ơi, một cái hành động kìa. Trời ơi, em dẫm nát cỏ hả em? Bây giờ xin mời hai bác sĩ bước ra sàn đấu ạ. Xin mời. Và bây giờ phần thi đấu giữa hai đấu sĩ thuộc đội của thủ lĩnh Ngọc Lan và thủ lĩnh Ái Phương xin được phép bắt đầu. Không thể quên cây cầu dừa mưa rung giọt
còn em cha nuôi cởi ngựa ngựa phi. Sáng cuối sáng chân mây hỏi rằng có phải sương mai trăng âu trăng ai đi vội vàng bóng dáng thơ ngây cơn gió rùng vàng thơm sớm cơn gió rùng bông bụi trắng nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết em chưa đi trên con quá đi. Tôi cầm cái khăn rằn ra, tôi tính cho bạn ấy diễn mà tôi thấy hai bạn đó diễn với nhau quá ăn ý nên tôi dẹp luôn khăn rằn tôi luôn. Bé nó diễn nhẹ nhàng ghê hồn luôn. Mà bây giờ chúng ta đang có điểm số là 4-3 nghiêng về đội của Ái Phương. Còn 6 điểm bí ẩn chưa được công bố. Và ngay bây giờ đây, xin mời kết quả công bố phần thi vừa rồi ạ. Xin mời. Cái hình ảnh mà khi mà mình nhìn vào bạn kia là không có thể nào mà đoán ra là bạn hát bolero rất là hay. Cứ tưởng là hát nhạc trẻ hay là nhạc gì đó mình còn 50-50. Mà khi mà chọn bài Em đi trên cỏ non là mình biết rồi. Em đi trên cỏ non mong đôi ôm bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá trong ruộng trà qua nhịp cầu. Khi mà được thủ lĩnh của mình cho biết là mình sẽ hát được Em đi trên cỏ non của nghệ sĩ Bắc Sơn, thật sự lúc đó rất là vui sướng vì cái bài hát đó là đúng tủ của mình rồi. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mắt rùi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối dịnh chiều hương. Mừng quá. Bây giờ chiến thắng thuộc về đội của Ái Phương. Ái Phương ơi, lựa chọn đối thủ tiếp theo sẽ là của bạn. Và xin chia buồn với đội của chị Ngọc Lan, chỉ còn một đấu sĩ duy nhất thôi. Ái Phương ơi, bạn chọn đối thủ nào? Đội của Ái Phương sau khi hội ý đã quyết định là sẽ rất là vinh dự được thách đấu với đội của chị Ngọc Lan. À trời, triệt luôn. Thật ra là biết trước luôn. Tụi em thật ra em đã biết chị Tuyết Mai rồi. Em rất là muốn sẽ là vinh dự nếu được mời chị ra. Biết trước luôn là đội Ái Phương là sẽ chọn đội bên này luôn á. Chị Ngọc Lan chọn bài hát đi chị. Lan sẽ đưa ra một cái bài hát mà Lan rất là thích, mà không biết là bạn này có thích hay không. Kệ đi, mình là thủ lĩnh mà, mình muốn làm gì làm đúng không em? Bây giờ là em có thể hát được cái bài Anh Muốn Em Sống Sao để em tặng cho chị không? Được đúng không? Ok, bài đó nha. Bây giờ với ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao, qua phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Yeah.
trong đôi mắt này. Anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở im em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ và đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống. Đi. Đến với nhau luôn đi bạn. Chơi luôn. Oh my god. Anh chỉ đến bên em lúc buồn. Bởi những ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ đến là năm 2 nghiêm đời của chị Ngọc Lan. Có thể cho Lan nói một chút xíu được rồi không? Xin mời chị Ngọc Lan ạ. Tại vì lúc nãy khi mà mới vừa nhận đội xong á, là đi vào thì bé có nói với Lan là hôm nay là em không có tốt về sức khỏe, cho nên là có thể là em sẽ làm cho chị thất vọng. Nên đó là lý do mà Lan mãi tới cuối Lan mới để Lan không có chọn bạn đó ra. Tại vì mình cũng để cái người mà có cái sức khỏe với cái giọng tốt ra. Nhưng mà không ngờ là cái bài hát này á, Lan chọn là thực sự ra là không phải là để hai bạn đấu, mà là để dành tặng cho mình. Tại vì Lan rất là thích bài này, không biết lý do tại sao rất thích bài này, mặc dù không có thất tình cho nên, nhưng mà rất thích bài này. Mà không ngờ là khi mà hai bạn ra hát á, thì hai bạn đã cho khán giả với là đã cho chương trình ngày hôm nay một cái bài rất là hay. Và nói chung là rất là cảm ơn hai em, mặc dù em đang bệnh. Chị Lan ơi, thật ra em cũng xin phép em nói là tại vì á, em đã biết chị Tuyết Mai lâu rồi và em đã biết chị hát như thế nào rồi, cho nên hồi nãy em cũng có nói là nếu mời chị ra được đây mà có một cái màn mà cho mọi người nghe đã, đó là cái vinh dự của đời tụi em. Và thật sự là hai người hát xong em với anh Lương để nhìn nổi da gà quá trời, nhưng mà cặp chị ấy bài giấy rất là hay.
Thật sự là kẻ tám lạng người nửa cân, ai mà rớt xuống thì cũng cảm thấy là nuối tiếc cả. Đúng rồi. Nhưng mọi quyết định thắng thua trong ngày hôm nay đều phụ thuộc vào 13 giám khảo. Và ngay bây giờ đây, xin mời kết quả được công bố. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Xin chúc mừng thủ lĩnh Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan ơi, chị chọn đối thủ nào tiếp theo ạ? Lan rất là thích giọng hát của Luân. Hả? Trời ơi. Bởi vì Lan đã đi làm chương trình với Luân cũng khá nhiều, những chương trình thiện nguyện. Cho nên rất là thích giọng hát của Luân, nên là Lan vẫn muốn để Luân lại cuối cùng. Em hết hồn, em tưởng là đợi em thành người vô hình đó. Là bên đây thích bên đây cái đấu, xong rồi thích qua cái đấu bên đây là đợi em vô hình. Thích nhau cũng là một bất xong lợi. Xong lấy nhiều khi đợi em thắng em. Đúng rồi. Cũng không thắng luôn đó cưng. Đội Lan thì sẽ quyết định là thách đấu với lại đội của Thúy Ngân. Tại vì bên kia còn tới hai bạn lận. Mình áo đen thì mình đấu với áo trắng đi em ha. Cho đội hình nó đẹp. Ok. Vậy là bạn nữ áo trắng. Rồi, Thúy Ngân cũng xin cảm ơn chị Lan là chị Đan đã chọn đúng người. Và em cũng đã định cử bạn này ra. Đây là bạn Tâm. Thì lúc nãy giờ mọi người nghe là nữ hát bài nữ, nam hát bài nam, rồi nam nữ hát chung. Bây giờ hai bạn nữ, em sẽ hát bài nam. Đó là... Bài này... Hát bài rồi chứ. Bạn này chỉ biết hát nè em. Và ngay bây giờ phần thi đấu giữa hai đội thủ lĩnh Ngọc Lan và thủ lĩnh Thúy Ngân xin được phép bắt đầu. Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và hướng sang mai yêu chi anh đây. Vì khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sẽ chưa vơi con thêm vào nhau. Hát ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như may mắn nhất trên đời. Lâu chẳng được mấy lâu lại phải xa cách nhau. Có nên nói đâu khi cơn mưa ngâu phùng phớt. Đêm về lạnh mơ, bờ vờ còn xa em là nhau. Chỉ là đôi mơ, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Yêu thương mang thêm phôi pha. Mong mình đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì cùng em xa em quanh anh chỉ còn lại bóng tối. Chờ đợi ngày mai, chờ một ngày. Chỉ ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Đâu có anh làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Phải xa cách nhau. Cô nên nói đâu khi cơn mưa ngâu phùn phớ. Đêm về lạnh mơ, sớm dậy lại bờ và còn xa anh là nhau. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Ngờ ngừng khiến anh yêu em không thể phai pha. Anh mong em đừng thay đổi. Chờ, chờ bao ngày tương lai chờ.
lỗi tác giả của ca khúc này, tại vì em thật sự là em không biết ca khúc này, và cũng giống như anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nói là nếu như mà thay đổi cái melody thì nó sẽ giống như là tác giả sẽ cảm thấy không vui, nhưng thực sự là em không biết ca khúc này nên là em rất là xin lỗi. Thật sự thì em cũng có bàn với thủ lĩnh của em, thì thủ lĩnh của em cũng có gợi ý là nên hát những cái bài mà an toàn và em có thể hát hay nhất, nhưng mà tại vì em muốn thử sức với lại chị đây, tại vì em thấy chị hát rất là hay, cho nên em muốn thử một cái bài nam để cho có thể là nó sẽ có cái cơ hội hơn. Nhưng mà thật sự thì chị làm rất là tốt. Chị cảm ơn em đã an ủi chị. Với sự khá liều lĩnh của bạn Tâm, tuy là liều lĩnh và cũng được lợi thế là chọn bài hát, nhưng vẫn không làm khó được đấu sĩ của đội chị Ngọc Lan, mà thậm chí hiện tại điểm số bây giờ đang nghiêng rất nhiều về đấu sĩ của đội chị Ngọc Lan ạ. Ngay bây giờ đây, xin mời ban giám khảo sẽ công bố điểm để xem ai sẽ là người đi tiếp vào vòng tiếp theo. Xin mời. Liều lĩnh chọn một cái bài mà em nghĩ là không phải sở trường của chị Mai, mà cũng không phải sở trường của em. Vì yêu em xa em quanh anh chỉ còn bóng tối. Đội của chị Ngọc Lan. Ở thời điểm hiện tại, cả ba đấu sĩ còn lại đều là những đấu sĩ rất mạnh còn sót lại của cả ba đội. Sẽ là những màn đấu rất là kịch tính đây. Ban giám khảo ơi, tại sao ban giám khảo lại chấm nhiều cho đấu sĩ của chị Ngọc Lan như vậy ạ? Tuyền xin bổ sung ý kiến của anh Cường là anh nếu mà bạn đã biết giai điệu gốc nhưng mà lại biến tấu theo một cái chiều hướng là không phù hợp với lại cái tinh thần gốc của bài hát thì cái đó là điều sẽ khiến các tác giả rất là khó chịu. Tuy nhiên còn riêng trường hợp của chị Tuyết Mai nó lại khác, là bởi vì chị không hề biết bài này trước. Tuy nhiên là cái đoạn điệp khúc lần thứ nhất mà cái đoạn chị hát là chị phăng nguyên một cái melody mới, nhưng nó lại rất là vào hòa thanh và nó đặc biệt là nó vẫn rất là hợp với tinh thần của bài hát, là cái điểm đó là điểm thứ nhất chị ăn tiền rồi. Cái thứ hai nữa là một cái đó là lúc mà đoạn lên tông, bạn nữ bên đây đã bị đi lệch tông rồi, thì chị Tuyết Mai lại là người kéo cái tông lại về đúng vị trí và khiến bạn giúp cho cái màn trình diễn nó trôi chảy hơn. Thì hai lý do đó đã đủ để 12 ban giám khảo ở đây nghiêng về phía chị Tuyết Mai. Xin cảm ơn lần xét ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ xin phép chị Ngọc Lan hãy lựa chọn đối thủ của mình. Đang muốn thách đấu với lại đội của Ái Phương. Mong là hai bạn sẽ cho khán giả ở đây nghe một cái màn song ca thật là tuyệt vời của hai bạn. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra thi đấu. Xin mời. Ái Phương, bài hát mà bạn sẽ lựa chọn cho hai đấu sĩ là gì? Đội của Ái Phương xin được lựa chọn bài Ngốc. Và ngay sau đây là phần thi đấu với ca khúc Ngốc. Xin được phép bắt đầu. Nhiều khi anh rất muốn đến bên một ai để không
Đây là màn trình diễn gần như là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong suốt quá trình chúng ta được xem đấu trường âm nhạc, đúng không ạ? Cả hai bạn hòa giọng rất là hay. Chúng ta sẽ đến với kết quả của ban giám khảo. Xin mời. Tuyết Mai thì có một cái giọng hát mà nó là nội lực nè, rồi trầm ấm nè, tình cảm dễ thuyết phục người nghe. Cho nên luôn chỉ còn một cách là phải chọn cái bài thử thách bản thân mình để mong sao lấy điểm từ ban giám khảo để cho mình khỏi rớt mà thôi. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh. Lợi thế của một ca sĩ nam hát bài tông nữ, liệu có giành chiến thắng hay không? Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của đội thủ lĩnh Ái Phương. Diễm My xin hỏi ban giám khảo về quyết định vừa rồi ạ. Thì chọn cho đối sĩ của Ái Phương là bởi vì bạn nam tuy là bài này là tông nữ nhưng mà bạn nam xử lý những cái nốt cao rất là tốt, với lại là hát nghe rất là dễ chịu. Xin cảm ơn bạn khảo rất nhiều. Quyền lựa chọn ca khúc cuối cùng nằm trong tay của Thúy Ngân. Hãy quyết định sáng suốt cho Thúy Ngân. Đợi em chọn Không Giờ Rồi. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé. Chơi luôn. Chơi luôn luôn thôi. Mời ra sàn đấu nè. Và bây giờ màn thi đấu chung kết trong ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Trời ơi, 12 giờ rồi. Sao mà ngủ hoài ngủ không được vậy trời? Buồn quá. Không giờ rồi, anh ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Thằng nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hỏi anh sao? Không giờ rồi anh biết chưa? Anh biết.
bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em hối chẳng hững hờ gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh con, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi vẫn chưa vào nhạc anh ạ, anh lại cầm tay em đi em mà à. Tay anh tay anh run thế. Ừ, tay lạnh, đứng gần em tay anh lạnh lắm, tại vì á anh nghèo lắm, anh không có tiền lo cho em, anh buồn lắm. Nhưng mà em bồng bềnh thế này mà anh vẫn lạnh tay á hả? Ừ. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em hối chăn hương hờ gần nhau nhưng bơ vơ thôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh có, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi tăng ngũ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ. Bây giờ nghèo thôi, nhưng sau này sẽ giàu có sớm em nha. Sau chương trình này đúng không anh? Và một tràng pháo tay thật to cho cả hai đấu sĩ đi ạ. Trời ơi, hát ngọt như mía lùi. Cô gái này số ngày khúc cuối đúng là chất lượng thiệt. Bây giờ là bạn Ngọc có 4 điểm, Luân có 3 điểm. Ây da, còn 6 điểm nữa. Ai sẽ là người thắng cuộc trong đêm hôm nay đây, giành giải thưởng 20 triệu đồng. Trời ơi, Phương ơi, hôm nay thà mình ra mình làm ác chủ bài đúng không? Xong thôi, còn làm thủ lĩnh thấy hồi hộp giùm luôn đúng không? Thiệt hồi hộp thiệt, lần trước là mình chỉ có ngồi chờ đúng giống rồi. Như là bây giờ ai hú cái có tôi đây nhào ra, còn giờ đứng đây hồi hộp thiệt luôn á. Còn Tuyết Ngân thì sao? Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Lúc nãy á là nghe bạn nói á là hôm nay bạn bị bệnh. Bạn bị bệnh, cái giọng của bạn hát không được. Thúy Ngân rất lo, lo lắm. Đang suy nghĩ trong đầu không biết có nên chọn ác chủ bài ra hay không. Tại vì lúc nãy giống như anh Will nói là trong phòng nghe một giọng nữ rất là văng vẳng, rất là hay, rất là ấm. Thì mình nghĩ là chắc bạn này không thể nào nên quyết định không chọn luôn. Dù biết là bạn bệnh và rất may là giọng bạn hay quá. Nhưng mà không chọn ác chủ bài là đúng. Nếu như chọn là bạn này sẽ không được hát luôn. Dạ. Thấy chọn để bạn được thể hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay á Phương thấy á là ai bệnh á cũng hay hết trơn á. Ai bệnh? Ồ, ai mà quảng cáo là bệnh cái chỗ ra xuất thần luôn. Xuất thần, xuất thần. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ biết được kết quả xem đội của thủ lĩnh nào sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Xin mời. Bài hát Không giờ rồi thì không phải là bài hát mà Ngọc chưa từng hát, mà bởi vì là tông rất là cao mà Ngọc thì đang có vấn đề về dây thanh quản, vì vậy nên là Ngọc rất là sợ. Dù là không tự tin mấy với ca khúc Không giờ rồi vào thời điểm này, nhưng mà Ngọc tự tin rằng là Ngọc sẽ mang lại chiến thắng cho đội của mình. Thúy Ngân hãy tin tưởng vào Ngọc nhé. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em hối chẳng hững hờ gần nhau nhưng bơ vơ. Cái dòng nhạc của Lê Rôn nó chưa phải là sở trường của mình. Cho nên là khi mà Ngọc chọn vào đó là có một thử thách rất là khó rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng phải hát thôi. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh con, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm o. Thank you.
Ngày hôm nay chúng ta đã lắng nghe được những ca khúc rất là hay, những giọng ca rất là thực lực, đúng không ạ? Ai cũng nghĩ là chắc là các thủ lĩnh hoặc là các ác chủ bài sẽ là những người có giọng ca tuyệt vời. Nhưng không, các đấu sĩ cũng là những chiến binh tiềm ẩn có những giọng hát rất là hay. Một lần nữa xin chúc mừng đội thủ lĩnh Thúy Ngân đã giành được giải thưởng cao nhất là 20 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời các thủ lĩnh còn lại cùng các đấu sĩ bước lên sân khấu để chung vui với Thúy Ngân. Xin mời. Chiến lược cũng là một yếu tố quan trọng chương trình này. Và xin chúc mừng Thúy Ngân. Hôm nay rất là hay. Kính thưa quý vị khán giả, đến với đấu trường âm nhạc, chúng ta không chỉ có những tràng cười sảng khoái, những pha hồi hộp kịch tính với những sự đấu trí đến từ các thủ lĩnh, mà chúng ta còn được thưởng thức những màn song ca đầy tuyệt vời và những giọng ca thực lực đến từ các đấu sĩ cũng như các ác chủ bài. Và một lần nữa, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại. Lưu Hà Trinh, Lê Lộc, Trịnh Minh Dũng. Tiếp nối Lê Giang, cô con gái Lê Lộc lắm chiêu đối đầu với người cậu Trịnh Minh Dũng tại đấu trường âm nhạc. Lưu Hà Trinh sẽ ứng phó thế nào giữa cuộc chiến tình thân này đây? Muốn ở lại phút cuối cùng mình dùng thủ đoạn để không lọt hố được không? Ví dụ mình nằm ngang cái hố. Cái thủ đoạn em kỳ quá à. Thủ đoạn em gì mà chơi dắt ngang qua cái hố đâu được. Là xấu đối thủ. Nè chị, người ta đứng chính giữa, người ta rớt xuống không có chuyện gì mà chị nắm tại hai bên ta mới chết á. Đó đúng rồi. Giống tứ mã phanh thây quá vậy. Hiện tại